canh tác lúa ở vùng đất bị nhiễm phèn, tại sao phải đánh rãnh thoát phèn? Cách đánh rãnh thoát phèn như thế nào là đúng? Nội dung cụ thể sẽ được giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ hướng dẫn chi tiết. Chào bà con nông dân và các bạn xem đài. Chủ đề ngày hôm nay tôi muốn trình bày với bà con là cái cách để mình làm cái rãnh nước. Mục tiêu của cái việc mà làm cái rãnh nước đó là để khi bà con mà bơm nước vào trong ruộng mình thì chính cái rãnh nước đó dẫn cái nước gì là đi tới cuối ruộng để mà nó dâng đều lên trong ruộng của mình. Nó sẽ tránh được cái hiện tượng dồn phèn. Bởi vì trong thời gian vừa qua mà bà con mình không làm các cái rãnh nước á, khi mà mình bơm nước vô một đầu như thế này á, nước nó sẽ tràn lên ruộng như thế này mà nó đi dần dần, nó mang các cái độc chất nào là phèn, mặn rồi chất hữu cơ vào tới cuối ruộng. Thì cái phần cuối ruộng thường thường á, là lúa nó không có tốt, là bởi vì nó bị dồn các cái độc chất về đó. Nên đánh cái rãnh nước là cái chuyện trước tiên là chúng ta sẽ hạn chế được cái gọi là cái hiện tượng dồn phèn này. Bởi vì khi mà chúng ta đưa nước vô ruộng như thế này á, nước nó sẽ vô đều các cái rãnh, nghĩa là nó đi ở dưới rãnh tới cuối ruộng luôn. Nên khi mà nước dâng lên đó là nó dâng đều ở trên, thành ra cái độc chất nó phân bố đều ở trong ruộng của mình, nên nó hạn chế được cái việc gọi là tăng cái nồng độ của các cái độc chất lên, nên nó tránh được cái hiện tượng đó. Với cái thứ hai nữa đó là khi trong ruộng mình thấy nó có một cái hiện tượng là bị ngộ độc, chẳng hạn như vùng của mình ở đây là ngộ độc phèn, không thôi là ngộ độc hữu cơ, không thôi là vùng mặn thì bị ngộ độc mặn. Thì khi mà mình thấy nó ngộ độc như vậy á, thì độc thì mình phải thoát ra khỏi ruộng lúa của mình cái chất độc này. Mà muốn thoát cho nó thật nhanh mà thoát được cả ở trong đất nữa thì chúng ta phải đánh nhiều cái rãnh nước như vậy, là để khi chúng ta thoát ra như vậy đó là nó sẽ rút triệt để các cái độc chất ở trong đất ra xuống các cái rãnh đó và chúng ta đưa ra bên ngoài. Nên cái mục tiêu của cái rãnh nước đó là nhắm vào cái vấn đề đó. Khi mà bà con đã đánh bùn làm mặt bằng đồng ruộng xong rồi như thế này thì lúc đó bà con dùng thước để đo, chúng ta phân chia cái bao nhiêu rãnh ở trong ruộng của mình. Thì tôi có cái lời khuyên đó là khoảng cách giữa hai cái rãnh nước là vào khoảng cái chừng 6 thước. Tại sao tôi gọi là đề nghị là 6 thước? Bởi vì khi mà mình đi ở dưới rãnh này, cái rãnh đó chúng ta dùng để mà đi chăm sóc ruộng lúa của mình luôn. Nên khi mình đi xạ lúa, mình đi dưới rãnh, mình xạ một cái như thế này, nếu xạ bằng tay á, thì cũng là bên 3 thước. Còn nếu mà phun thuốc sâu thì mình cũng là quơ cái cần như thế này, nên nó rất là thuận lợi. Nên chúng tôi đã có những cái thí nghiệm là cái rãnh từ 6 tới 12 thước vẫn được, nhưng mà 6 thước thì thuận lợi cho bà con mình trước, bà con mình nhắc. Nên chính vì vậy đó mà chúng ta phải đo rồi cắm cọc cái nơi mà chúng ta sẽ làm rãnh. Bởi vì cái rãnh đó là cái nơi để chúng ta coi như là, thay vì hồi trước bà con thấy là trong ruộng mình phải cắm những cái cọc như thế này nè, để mà mình xả lúa để cho nó giáp mí phun thuốc đó, thì bây giờ chính cái rãnh đó là cái chỗ mà chúng ta không cần phải cắm những cái cọc này, mà chúng ta đã phân nó ngay từ đầu rồi. Thì như vậy là khoảng cách giữa hai rãnh như vậy là khoảng là cỡ chừng là 6 thước. Thì bây giờ kích thước của cái rãnh đó là bao nhiêu? Thì tôi nói ở đây là cái rãnh chứ không phải là cái đường nước để, hay là cái đường rò để mà khi chúng ta xả lúa đừng có bị chích dũng, không phải vậy. Mà cái rãnh đây mình phải làm nghiêm chỉnh. Kích thước đó bề ngang khoảng cái chừng một găng tay như thế này và sâu một găng tay. Thì bà con biết là có thể là mình sử dụng máy để mà chúng ta làm rãnh cũng được. Còn nếu như không thì mình dùng mấy cái cuốc đó, thì mình cuốc cái rãnh đạt được cái kích thước như thế. Và lưu ý cái chỗ là tất cả các cái rãnh nước này phải nối lại với cái con đường nước như thế này, để khi mà chúng ta bơm nước vô là nước nó chạy đều vô các cái rãnh hết, chứ không phải là nó chỉ chạy vô đây mà ở trên này nó vẫn còn khô, mà bắt buộc nó phải chạy đều vô trong các cái đường rãnh này hết. Và chúng tôi cũng có một cái lưu ý đó là làm cái rãnh nước này đó, bà con ráng duy trì cái rãnh này trong suốt cái vụ lúa. Có nghĩa là khi mà lúa lớn và sắp sửa thu hoạch thì cái rãnh vẫn còn. Bởi vì khi mà nếu mà cần thiết đi chăm sóc hoặc là chúng ta thoát bỏ các cái độc chất gì đó thì cái rãnh vẫn còn đó. Nên mình cũng phải là thỉnh thoảng cũng phải vét các cái rãnh để mà duy trì nó. Nhiều bà con cũng lo ngại cái vấn đề là làm rãnh nó sẽ mất đất. Nhưng mà thật ra đó, đâu bà con thử làm cái rãnh xem, thì những cái hàng lúa mà hai bên cái rãnh này bà con thấy là bóng cái không à, mà cái tỷ lệ hạt chắc rất là cao. Và đồng thời cũng nhờ cái rãnh này mà cái phần ở bên trong
lúa nó cũng tốt hơn, năng suất nó cũng sẽ cao hơn. Thì như vậy thì nó đâu có mất. Nghĩa là cái khoảng trống đó, thật ra khi mà mình cấy lúa, bà con biết là nhiều khi mình cấy cũng cả gang tay như thế này, thì như vậy thì khoảng này cũng trống vậy. Nhưng mà cái ánh sáng mặt trời đó, nó sẽ rọi xuống đây rồi thì cái lúa nó cũng giáp tán hết trơn, nên cái vấn đề không có lo cái việc gọi là mất đất mà giảm năng suất, mà nó còn tăng cái năng suất. Đó là một số điểm mà tôi lưu ý bà con trong khi làm đỉnh nước. Chúc bà con thành công trong cái việc quản lý đồng ruộng của mình. Cách đánh rãnh thoát phèn ở ruộng lúa. Sau khi làm bằng mặt ruộng, đo cắm cọc vị trí làm rãnh thoát phèn. Kích thước rãnh phèn 20x20cm, rộng 1 gang tay, sâu 1 gang tay. Khoảng cách rãnh giữa các rãnh phèn là 6m, rửa phèn hiệu quả, đồng thời thuận lợi để đi lại chăm sóc ruộng lúa như xạ, bón phân, làm cỏ, cấy dặm hay phun thuốc. Rãnh làm bằng máy hoặc bằng tay. Các rãnh phải nối với nơi bơm, thoát nước. Phải nạo vét giữ rãnh đến cuối vụ lúa.